Trên màn hình cả nhà đang xem là chiếc ghe ngò rất là đẹp. Đó là ghe ngò của chùa Côn Bông Chóp, huyện Châu Thành, tất cả. Ghe ngò đang tập gạt và thi đấu tại thành công Mắt Rô vừa qua để đưa ghe ngò ấm ống 2022. Hôm nay thì mình đang tổng hợp lại cho đội ghe ngò chùa Côn Bông Chóp một video và ngon nhiều hơn rất là ngon ngoài thị trường. Giờ chúng ta trong nhà thì sẽ ngon nhiều hơn rất tập trận và thi đấu để đột phá mắt rồi để đưa chân ngon ấm bóc thành công lần này. Và đây là hình ảnh của ghe ngò chùa Côn Bông Chóp giao lưu cùng ghe ngò chùa Cơ Leng của thành phố Sóc Trăng. Ghe ngò chùa Côn Bông Chóp là của huyện Châu Thành. Hai ghe đang giao lưu trên sông Mát Rô giải đua ghe ngò ấm bóc 2022. Hai chiếc ghe bơi rất là đẹp luôn cả nhà. Con bông chót, bốn là ông bên này nè.
Tao mà số 14. Tôi luôn chớp bên kia. Không phải đâu, bên kia là công viên chớp. Công chớp với tàu. Công viên chớp với tức rầy. Rồi, tức rầy ăn nữa rồi. Công viên chớp với tức rầy. Đường này không biết sao, nó chở núi á, còn xa á.